Hôm nay mình nhận được một món quà bất ngờ từ cô giáo cũ. Khoảng 8-9 năm trước thì cổ tranh Trung Quốc chưa có thịnh hành như bây giờ. Mình được một người bạn giới thiệu đi học đàn tranh Việt Nam với cô Liên Trần. Lúc đó thì mình đồng hành cùng cô 3 tháng và vì công việc thì mình không tiếp tục học nữa. Nhiều năm tháng trôi qua nhưng mà cô vẫn nhớ và thương. Hôm nay cô gửi tặng cho mình một cây đàn và mời mọi người cùng đập hộp cây đàn mới với mình nha. Thương hiệu mà cô tặng mình là đàn Tùng Trúc Mai. Thương hiệu này thì cũng rất là nổi tiếng. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mình được trải nghiệm thương hiệu này. Đàn cô gửi cho mình thì được quấn băng keo rất là kỹ lưỡng nha. Ở bên góc hộp thì mình thấy là cô có đóng thêm một vài cái ghim bấm nữa nè mọi người. Nhìn cũng rất là chắc chắn luôn á. Còn đây là nhân vật chính nè mọi người. Ta-da! Bên trong là một cái hộp đựng ngựa đàn có thương hiệu Tùng Trúc Mai cổ tranh nè. Các bạn thấy ngựa đàn của Tùng Trúc Mai có đẹp không? Màu rất là sáng luôn á. Mà gỗ cũng rất là chắc chắn nha. Mình cầm trên tay thì rất là nặng nè. Bên này là có một cái cờ lê để lên dây nè. Trước giờ thì mình thường dùng là cờ lê cán ngắn. Hôm nay là mình được dùng một cái cờ lê cán dài. Nhìn cũng rất là đẹp đúng không mọi người? Đi kèm theo là có hai bộ dây sơ cua luôn. Dây thì có từ số 1 đến số 5. Cái này không biết là do hãng sẽ có hai bộ dây sơ cua trong mỗi cây đàn, hay là có một bộ dây còn một bộ dây kia là cô tặng thêm cho mình nữa. Phía dưới thì có một cái bao để đựng đàn. Bao này thì mình thấy là cũng giống các thương hiệu khác. Chất liệu cũng rất là dày dặn, chắc chắn. Và cũng có một cái ngăn để mình đựng phụ kiện nữa nè mọi người. Còn đây là nhân vật chính nè. Wow, quà cô tặng cho mình đó là còn nguyên lớp ni lông ở bên ngoài cái đàn luôn. Bình thường thì mình thấy một số hãng là họ không có làm cái lớp ni lông này, mà họ để cái đàn trần luôn, chỉ có đóng gói lại thôi. Mình cũng đánh giá cao thương hiệu này ở cái phần đó là họ cũng rất là kỹ trong cái việc mà bao bì ha. Khi mà lấy cây đàn trong hộp ra mình cũng hơi bất ngờ. Tại trước giờ mình chơi các đàn á, thì người ta gia công gỗ khá là dày á mọi người. Cho nên là hôm nay cầm một cây đàn này nó mỏng, thành ra là mình thấy nó cũng hơi là lạ. Nhưng mà xu hướng gần đây á, thì mình thấy là người ta lại chơi cái dạng mỏng này nhiều hơn là các loại dày. Tiếng đàn của thương hiệu này á, thì mình chưa có trải nghiệm. Vài hôm nữa khi mà mình xếp ngựa đàn và lên dây xong thì mình sẽ quay video để mọi người cùng nghe thử tiếng đàn như thế nào nha.